mình sẽ đi tham quan chợ của Đồng Văn ha. Để coi trong này ta có gì ha. Wow, nè. Thịt lợn các bếp nè. Lạp xương. Lạp xương. Ta đang sung khói. Vì thấy khói mịt mù không? Còn bên đây là bán những đồ khô. Hôm nay mình đi sớm quá trời, chưa có tiếp tục đi vào sâu coi thì trong này có gì nha. Dường như chợ nó chưa có mở, mà chắc mình đang đi sớm quá thành ra chợ chưa có mở hết. Mình đi sâu vào trong có thể có gì nha. Mình vào chợ rồi mà dường như nó sớm quá thành ra người ta chưa có mở cửa hết. Thôi thì mình đi kiếm cà phê mình uống nè. À, để mình ra cái quán cà phê này nè, thấy cũng đẹp á. Đây là hai ly cà phê của hai vợ chồng mình ha. À, uống vào là mắt sáng như sao. Đây là phần quà sáng của mình nha. Đấy, bánh cuốn đó. Ngon chưa? Thêm một ly sữa đậu nành nữa nè. Ăn sáng xong thì cũng đến lúc mình phải chia tay với Đồng Văn rồi. Giờ trừ mình để cho hai cậu cháu này chạy xe về lại Hà Giang, còn mình và bà xã sẽ thuê xe để đi về, chứ còn không thể nào mà ngồi trên sau lưng hai chiếc xe máy để về lại Hà Giang được hết. Xương cốt nó rã rời hết rồi, thành ra mình quyết định là mình sẽ thuê xe để về lại Hà Giang, rồi gặp hai đứa cháu này rồi mình sẽ về Hà Nội bằng xe luôn, chứ không có đi xe máy nữa. Ok, let's go. Đi, đi đàng hoàng, đi cẩn thận nha. Sẽ chưa gặp. Bye. Sau này nó mà xong cái cao tốc công ty qua Hà Giang nữa thì đi Hà Nội. Ồ, nếu mà được như vậy quá sướng ha. Nếu mà như vậy thì đi nha. Bây giờ cao tốc tuyên qua Phú Thọ là xong rồi nhá, bây giờ chạy rồi nhá. À, tuyên quang với Phú Thọ là xong rồi. Còn mỗi tuyên qua Hà Giang nữa thôi. Được nữa là xong tại OK, giờ thì mình đã tới chỗ check-in của dốc Thẩm Mã rồi ha. Để mình vào mình quay cho quý vị qua nhà. OK, let's go. Thank you.
Ok, còn đây là phía trên của dốc Thẩm Mã ha. Nhìn xuống đó quý vị thấy nó đẹp không? Cái này vài hôm thì mình lên đây bằng xe máy. Mình ngồi sau xe thì mình không dám nhìn. Mình sợ, thành ra mình không có enjoy giống như là lúc này. Lúc này mình lên trên đỉnh mình nhìn xuống thì quá là đẹp. Đường cong cong với hình chữ S. Rồi còn đây mấy người dân tộc người ta đi vòng vòng buôn bán rồi. Có những em đeo những chậu hoa rất đẹp. Còn đây là những người dân tộc người ta đang làm nương đấy. Đó. Quý vị thấy người ta xiên không? Đó. Còn đây là hai vợ chồng mình ngồi làm một bô. Đó. Còn đường xe máy đang chạy lên. Cái đây vài ngày mình cũng như là mấy người này chạy từ dưới Hà Giang chạy lên. Thấy không? Đó, từng đoàn xe chạy lên luôn, rất là đẹp luôn, quá là ngoạn mục. Mấy anh Tây này chắc là thích được rờ đầu. Nó cứ ngồi đó cho người ta, mấy người dân tộc người ta bím tóc thì thấy cũng vui vui đó. Cứ ngồi vậy đó rồi cứ là người ta cứ bím tóc. Nó còn cái này thì mấy em cũng bím tóc cho anh Tây này. Rồi, mình lại tiếp tục đổ dốc xuống thành phố Hà Giang ha. Từ đây xuống Hà Giang chắc còn 2 tiếng mấy nữa. Đó. Hôm nay thì khi mình xuống đây rồi thì trời nó sương mù. Đó, tạo nên cái cảnh cũng rất là thơ mộng, lãng mạn thơ mộng đó. Thành ra thôi thì mình cứ ngồi đây enjoy thôi. Con đường
Nếu có con ngàn nghèo thì làm sao có cái cà chai ăn? Nó gọi là đấy, tây nó gọi là cà chai. 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 Cà